Chào bạn, hiện nay trên tay tôi là hai sản phẩm Lumia 620 và Lumia 625. Hai sản phẩm này đều thuộc dòng Lumia và ở phân khúc giá tầm trung của Nokia. Thì 625 ra sao và được coi là phiên bản nâng cấp của 620. Vậy thì trong hai phiên bản này, bạn sẽ lựa chọn phiên bản nào? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sơ những cái ưu điểm cũng như là nhược điểm của hai sản phẩm này để bạn đưa ra cho mình một cái lựa chọn thích hợp nhất Trước tiên là về mặt thiết kế, như các bạn thấy thì có thể nhận ngay ra là Lumia 620 được trang bị màn hình 3.8 inch. Trong khi đó Lumia 625 được trang bị màn hình lên đến 4.7 inch. Điều này có thể giúp bạn dễ dàng nhắn tin hơn, thoải mái lướt web hơn nè, rồi xem video, rồi làm việc một cách thoải mái mà không lo bị mỏi mắt. Tuy nhiên thì cái sự cải tiến này đôi lúc có thể gây ra một chút phiền toái khi mà bạn bỏ cái sản phẩm này vào túi quần hay là một số chị em chỉ thích nhỏ gọn thì có lẽ 620 sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của họ không chỉ được trang bị màn hình to Lumia 625 còn trang bị công nghệ chống trầy khi mà 620 lại không có thì uh, giúp bạn có thể không lo bị trầy khi mà bỏ chung với chìa khóa hay là các vật nhọn nói thế thôi chứ uh, <laughs> riêng bản thân tôi tôi chẳng bao giờ bỏ một chiếc smartphone chung với những thứ nguy hiểm như vậy Mặt trước của 620 được thiết kế phẳng, vì thế khi cầm sát sẽ cho tay bạn cảm giác hơi bị cấn. Trái ngược lại thì 625 mặt trước được thiết kế nhô lên một chút so với cái nắp lưng sẽ tạo cho các bạn một cái cảm giác bầu bĩnh và khi cầm trên tay sẽ rất là thoải mái. Mặt sau 625 camera được thiết kế phẳng luôn so với nắp lưng. Còn 625 camera được thiết kế hơi nhô lên một chút. Điều này sẽ gây khó khăn khi bạn để Lumia 625 trên mặt bàn vì thế sẽ rất là dễ bị trầy xước tuy nhiên bạn có thể khắc phục được điều này bằng cách khoác lên sản phẩm này một cái ốp lưng tuy có màn hình rộng nhưng mà Lumina 625 chỉ mỏng khoảng 9,2mm trong khi đó Lumina 620 là 11mm ngược lại thì 620 là nhẹ hơn so với 625 là 170 27g so với 159g chính vì thế Lumina 625 lại mang đến cảm giác cầm chắc tay hơn đặc biệt là những ai thích sự mạnh mẽ 625 sẽ tích hợp với uh, những ai có sở thích về màu sắc. Nắp lưng của 625 có thể thay thế một cách dễ dàng với nhiều màu sắc như là đen, đỏ, trắng, vàng, xanh lá và có giá thành tương đối rẻ hơn so với nắp lưng của Lumia 620. Về cổng kết nối, cả hai sản phẩm đều trang bị đầy đủ các kết nối như là Wi-Fi, 3G, Bluetooth, Wi-Fi Hotspot, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, sự khác biệt chính là công nghệ NFC. Ở Lumina 620 được trang bị công nghệ truyền tải mới NFC còn Lumia 625 không có công nghệ này Chính vì vậy những ai yêu thích công nghệ mới có thể vẫn sẽ lựa chọn Lumia 620 Tiếp theo là về camera, cả hai đều có camera sau 5 megapixel. Tuy nhiên thì Lumia 620 quay phim Full HD 1080 với 30 khung hình trên dây. Còn Lumia 620 chỉ quay được HD 720 vì vậy Lumia 625 sẽ là sự lựa chọn đối với các bạn thích ghi lại những cái khoảnh khắc độc đáo của người thân và bạn bè cuối cùng là về dung lượng pin thì Lumia 620 là pin rời và dung lượng của nó là 1.300 mAh trong khi đó 625 là pin liền có dung lượng là 2.000 mAh giúp uh, Lumia 625 sử dụng lâu hơn tuy nhiên điều này có thể gây một chút khó khăn khi mà pin của 625 bị chai thì sẽ không thể nào thay thế còn 620 thì có thể thay thế được đến đây thì chắc hẳn các bạn đã có một cái nhìn chi tiết hơn về sự nổi bật của hai sản phẩm này các bạn nên chọn sản phẩm nào thích hợp với sở thích cũng như phục vụ cho công việc và giải trí của các bạn một cách tốt nhất và quan trọng hơn là hợp với các bạn về mặt kinh tế riêng bản thân tôi thì tôi thích sản phẩm Lumia 625 hơn còn bạn bạn sẽ chọn sản phẩm nào